Nhân tiện đây anh cũng đang rất là tò mò đó, anh thấy có nhiều anh chị em mới bắt đầu vào các phân kho giờ này, anh không biết là có thể các anh chị ở những cái múi giờ khác hay là quên hay là sao đó. Anh đề nghị các anh chị để cái alarm đó, trong cái phone của anh có hai cái alarm, một cái alarm là vào 10:20 và một cái alarm kết tức là 10:25. Tại nhiều khi anh bận rộn đó, thành ra là anh sẽ có thể bị quên, hoặc là nhiều khi anh bận rộn hoặc đang nói chuyện với ai mình sẽ quên cái không phân kho. Thành ra là cái alarm nó sẽ kêu hai lần và đúng 10:25 giờ miền Đông Hoa Kỳ thì em sẽ vào các phân kho. Tại vì cái alarm nó kêu đến lần thứ hai rồi. Anh đề nghị các anh chị nhé, chúng ta có một cái alarm để vào đều đặn đúng giờ. Đó là thói quen sớm mà chúng ta cần phải có trong năm 2016. Và quay về cái câu hỏi đó, là tất cả những nghiên cứu cho thấy rằng là những công ty lớn, những người thủ lĩnh lớn đó, thì họ thường thường họ bắt đầu một cái gì đó bởi một cái lý do. Cái gì nha? Họ bắt đầu bởi một cái gì đó bằng những lý do. Và nếu mà nói về lý do đó thì mình phải nói về cái nhu cầu, tức là mỗi người chúng ta mình có những cái nhu cầu và có một cái tuần tự đó. Tức là nói về nhu cầu thì con người chúng ta tùy theo từng cái giai đoạn thì mình có những cái nhu cầu khác biệt. Và anh muốn chia sẻ với cái gì những cái nhu cầu này để các chị để ý, là thứ nhất là cho chính bản thân mình, thứ hai là cho những người chung quanh. Tức là nếu mình biết lý do tại sao mình bắt đầu và nếu mình biết được lý do tại sao người kia cần phải bắt đầu đó các anh chị, thì các anh chị ít ra mình có thể biết bằng cách nào mình nói chuyện với người đó. Tại vì có nhiều người tới nói với anh chứ, ồ tôi nghĩ là anh A, chị B, anh C nếu mà làm công việc này thì rất là thành công. Và anh luôn luôn đặt câu hỏi rằng là anh chị dựa vào đâu mà nói lên điều đó. Thì họ chỉ nói là tôi thấy người này giỏi. Cái giỏi không có thể hiện sự thành công các chị nhé. Một người giỏi không có thể nói rằng là người ta sẽ thành công. Một người quen biết nhiều đó không có bảo đảm là họ thành công, trừ khi chúng ta biết được cái lý do tại sao họ cần phải bắt đầu. Và con người của chúng ta mỗi người đều đều đi qua những cái giai đoạn, giống như là cái anh chị nghĩ lại đi, đặc biệt là những anh chị em nào ở Mỹ và Canada, khi mình đặt chân đi đi tới Mỹ và Canada đó thì cái nhu cầu chúng ta rất là đơn giản đúng không? Cái nhu cầu chúng ta chỉ là ăn no mặc ấm, rõ ràng. Và hình như là bất cứ mọi cái môi trường nào cũng vậy. Và Maslow là một người đã vẽ ra một cái họa đồ để trong đó nó nêu ra những cái nhu cầu con người của chúng ta tùy theo từng cái giai đoạn. Và những cái nhu cầu căn bản nhất đó là cái nhu cầu về thể lý, nó bao gồm cái thở, thức ăn, nước uống, tình dục, nghỉ ngơi, nơi trú ngụ, bài tiết, tức là những cái nhu cầu căn bản về con người. Anh nói là đây là cái nhu cầu mà tất cả mọi người họ đều phải có. Và nếu mà họ không có được những cái này thì họ sẽ tìm kiếm những cái này trước cái gì, đó là những nhu cầu căn bản của họ. Nhưng mà khi mình đã ăn no mặc ấm rồi thì người ta bắt đầu mới đi tới một cái giai đoạn kế tiếp gọi là ăn ngon mặc đẹp, và bây giờ người ta bước lên một cái giai đoạn khác. Tức là ở đây đó, cái nhu cầu này bắt đầu họ có cái nhu cầu là về giao lưu tình cảm và được trực thuộc, và họ cần có cái cảm giác được yên tâm về về thân thể này, về việc làm này, về gia đình này, về sức khỏe này, về tài sản. Tức là bây giờ họ muốn có được một cái cảm giác an toàn, họ tìm một cái gì đó an toàn, họ tìm một cái công việc an toàn, họ tìm một cái nơi ở an toàn, họ tìm một cái hình thức để mà gọi là an toàn hơn. Và sau khi họ đã đạt được cái nhu cầu đó rồi, họ sẽ bước thêm một cái bước kế tiếp và họ muốn rằng là họ được quý trọng, tức là bắt đầu họ muốn lên một cái bước kế tiếp nữa là họ muốn trực thuộc vào một cái cộng đồng, tức là họ muốn được trong một cái nhóm cộng đồng nào đó, họ muốn có cái gia đình yên ấm, hoặc là họ có muốn những cái nhóm bạn bè mà thân hữu tin cậy. Các chị để ý là hiện tại bây giờ đó, đặc biệt là trong cái môi trường các chị có để ý thấy là có những người có những cái nhóm bạn không, mỗi năm họ gặp nhau một lần, hoặc là họ có những cái sinh hoạt trong cộng đồng, hoặc họ đi giúp đỡ vân vân đó. Tức là họ có những cái nhóm đi chơi bowling, họ có những cái nhóm đi chơi câu cá, họ những cái nhóm đi shopping, tức là họ có bắt đầu có những cái nhóm này. Tại vì ở cái nhu cầu này họ đã có được cái nhu cầu căn bản là về ăn uống ha, ăn no mặc ăn ngon mặc ấm, ăn no mặc đẹp rồi. Thì bây giờ họ cảm thấy rằng họ cần có một cái nhu cầu ra ngoài giao lưu bạn bè đội nhóm, phải không? Và khi họ đã có được cái đó rồi đó các anh chị, khi mà họ có cái đó thì trong những cái môi trường đó nó nảy sinh ra một cái nhu cầu kế tiếp, đó là cái nhu cầu cần được quý trọng, tức là họ cần có cái cảm giác được tôn trọng, kính mến, tin tưởng. Và ở những cái môi trường này chúng ta sẽ thấy rằng trong những cái đội nhóm của mình sẽ có những người được thể hiện chính bản thân họ, họ trở thành những người leader, họ trở thành những người dẫn đầu cộng đồng, họ trở thành một cái gì đó. Tại vì ở lúc này họ cần được có cái nhu cầu mà nhiều khi chính bản thân họ không biết, thậm chí là có những người không có tìm tới những cái nơi để được tôn vinh và tôn trọng, nhưng mà từ bản chất ở sâu thẳm á, họ đang tìm tới cái đó, tức là họ cần được cái đó, tại vì đó là một trong những cái nhu cầu mà mỗi người cần được thỏa mãn. Thành ra là cái bước thứ tư của họ là họ cần có cái cảm giác được tôn trọng, kính mến và được tin tưởng. Và sau khi họ được cái này rồi ấy, thì họ sẽ lên một bước cuối cùng,
Bước cuối cùng nữa là cái bước mà họ tự thể hiện bản thân. Các anh chị để ý ha, có những người họ có tiền, có những người họ có sức khỏe, sắc đẹp vân vân. Họ thường thường họ đi ra một cái bước cuối cùng là ở cái bước này đó. Giống như chúng ta đặt câu hỏi tại sao những người như Bill Gates, những người mà rất là giàu có họ làm việc. Tại sao những người như Steve Jobs họ làm việc cái gì? Là tại vì ở cái mức này họ đã có tất cả rồi. Họ được tôn trọng, họ có tiền bạc, họ có tất cả những cái khác. Nhưng mà ở cái mức cuối cùng họ cần được thể hiện cái đầu óc sáng tạo của họ. Họ thể hiện cái khả năng của họ, họ thể hiện bản thân của họ. Họ muốn mình được công nhận là một người thành đạt, tức là ở cái mức cao nhất. Ở cái mức cao nhất á, thì mình muốn đạt được những cái gì mà mình chưa bao giờ đạt được. Nghĩa là họ muốn được gọi là tự thể hiện bản thân. Thì khi mình biết được những cái nhu cầu này đấy các anh chị, khi mình biết được những cái nhu cầu này rồi đó, thì mình có thể biết được có những người họ đã có tất cả, và mình nhìn một người thành công và nói ủa, người này kinh doanh họ có tiền bạc, họ có cái gì họ không có rồi, thì bây giờ họ cần cái gì? Họ cần được thể hiện bản thân. Có những người họ đã từng hỏi anh chứ là tại sao anh còn làm việc. Anh nói là tại vì tôi muốn làm tất cả những cái gì tôi có thể làm. Tôi muốn thể hiện bản thân tôi muốn thử coi là cái sức của mình tới đâu. À, chúng ta vừa nói cái sức của mình tới đâu, chứ không phải là tôi đã có những cái gì tôi cần chưa. Những cái gì cần á, thì thực sự có nhiều người họ rất là đơn giản, họ chỉ cần ăn 3 bữa là được. Và thậm chí có nhiều người chúng ta nói chuyện với họ đó, họ nói ô tôi đâu có nhu cầu nhiều đâu, tôi ăn ngày 3 bữa là được rồi. Nhưng mà tại vì những người này là sao cái gì, những người là những người không có giấc mơ. Anh nói là họ thỏa mãn được những cái nhu cầu rất là đơn giản, họ thỏa mãn được cái nhu cầu thấp nhất trong mỗi người, đó là cái nhu cầu ăn no mặc ấm, và họ không có hoài bão giấc mơ để mà đi một cái bước cao hơn, đó là tìm lên những cái nhu cầu khác, phải không? Anh có họ mới nói là ô tôi không có nhu cầu nhiều. Anh là các chị đừng có bỏ quá nhiều thời gian với những người đó chị, tại vì họ không có tầm nhìn, trừ khi họ thay đổi để bắt đầu họ có những cái ước muốn cao hơn. Còn mà những người khác họ cứ tiếp tục họ đi lên cái nấc thang đó cái gì cho tới khi nào họ đạt được cái đỉnh cao nhất. Và đó là lý do tại sao nhiều người trong chúng ta đó là chúng ta tìm tới mưu sinh vì một cái lý do đơn giản, nhưng mà dĩ nhiên là đi những cái bước kế tiếp thì mình cần những cái gì nữa. Thì hồi nãy anh có hỏi, anh nói với các anh chị là anh có 2 câu hỏi đó cho các anh chị. Thì câu hỏi thứ nhất là tại sao mình bắt đầu, tại sao mình bắt đầu, và cái lý do tại sao mình bắt đầu nó chỉ có đơn giản là tại sao mình bắt đầu thôi, nó không có nghĩa, nó không có một cái ý nghĩa gì khác cái gì. Tại sao chúng ta bắt đầu, ví dụ khi mà mình lập gia đình, mình biết là tại sao mình lập gia đình hoặc là tại sao mình lấy người đó xong rồi, nhưng mà 1 năm 5 10 năm sau mình đâu có ngồi đó mình đặt câu hỏi là tại sao mình lấy người này ta. Bây giờ có ông chồng nào mà dám ngồi trước mặt bà xã sau 5 năm nó tại sao anh lấy em, tại sao em lấy anh, tức là bây giờ mình có ngồi mình đặt câu hỏi nữa hay không. Hoặc là khi mà đã đi qua cái giai đoạn đó rồi thì mình nên ý thức là sau khi mình đã đi qua cái giai đoạn đó thì mình sẽ đi tới một cái giai đoạn kế tiếp. Nghĩa là trong kinh doanh của chúng ta với New Skin và hầu như trong bất cứ mọi cái môi trường chúng ta sẽ đi qua 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tất cả mọi người chúng ta cần phải có, đó là tại sao chúng ta bắt đầu. Và tất cả mọi người chúng ta đang nghe Common Core và Fuse đang nghĩ là chúng ta đã đi qua cái giai đoạn đó rồi. Có nhiều người đã đi qua cái giai đoạn đó và tiếp tục cứ quay về giai đoạn đó. Đó là bước sai lầm các anh chị. Lý do tại sao chúng ta bắt đầu đã giúp chúng ta vào tới cửa đây. Và bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là tại sao chúng ta tiếp tục. Và cái lý do tại sao chúng ta là câu hỏi này. Tại sao chúng ta tiếp tục, cái câu hỏi này nó có giúp chúng ta có cái động lực các anh chị. Chúng ta có động lực. Ví dụ chúng ta vẫn tiếp tục là tại vì chúng ta muốn hoàn thiện bản thân. Chúng ta muốn tiếp tục là tại vì chúng ta có thể muốn kiếm nhiều tiền. Chúng ta tiếp tục là tại vì chúng ta muốn thể hiện bản thân, vân 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 vân. Và nhắc nhở chúng ta lý do tại sao chúng ta đang tiếp tục cái cuộc hành trình này sẽ giúp chúng ta có cái động lực, động cơ để chúng ta tiếp tục làm công việc đó. Để rồi chúng ta sẽ đặt một câu hỏi kế tiếp khá quan trọng. Và mỗi người chúng ta có thể đặt câu hỏi này ngay từ bây giờ luôn các anh chị. Đó là tại sao chúng ta cần phải kết thúc. Tức là tại sao chúng ta cần phải đạt được cái mục tiêu của mình. Thì khi mà chúng ta đặt cái câu hỏi là tại sao chúng ta cần phải đạt được cái mục tiêu của mình sẽ giúp cho các anh chị có cái sự tập trung. Có cái sự tập trung. Tức là tại sao chúng ta cần đạt được cái mục tiêu. Tức là bây giờ chúng ta có những cái mục tiêu, chúng ta có những cái kế hoạch chúng ta cần phải làm. Nghĩa là các anh chị chú ý này, 3 cái giai đoạn chúng ta đi qua đó. Cái thứ nhất là tại sao mình bắt đầu đó, nó giúp cho các anh chị bắt đầu. Cái kế tiếp là tại sao chúng ta tiếp tục. Đây là một cái câu hỏi để giúp chúng ta có cái động lực, chúng ta có cái sự phấn khởi, chúng ta có cái sự khích lệ để chúng ta tiếp tục làm. Nhưng mà đồng thời chúng ta đặt cái câu hỏi kế tiếp là tại sao chúng ta cần phải chấm dứt, tức là tại sao chúng ta cần phải đạt được cái mục tiêu của mình đó. Thì đây là một trong những câu hỏi có thể giúp chúng ta tập trung. Tại sao chúng ta cần phải trở thành team lead? Tại sao chúng ta cần phải kiếm 50.000 đồng một tháng? Tại sao chúng ta có thể cần phải kiếm 5.000 đồng một tháng? Đây là những câu hỏi để giúp chúng ta tập trung. Có những người nói là tôi chỉ cần làm 5.000 đồng một tháng để tôi có thể nghỉ công việc hiện tại bây giờ,
để tôi có thể dành thời gian cho gia đình và con cái hơn. Và tôi cần phải làm được việc đó là tại vì công việc hiện tại bây giờ không cho phép tôi làm được chuyện đó. Nên đó là lý do tại sao tôi phải bắt đầu, tại sao tôi phải chấm dứt. Thì khi mà họ đặt cái cho mình câu hỏi đó thì họ chỉ cứ tập trung làm sao mình có thể kiếm được 1 tháng. Và khi họ đạt được cái đó thì nó tôi đã chấm dứt, tức là tôi đã xong một cái mục tiêu của mình. Nhưng mà chuyện gì xảy ra kế tiếp là khi mình đã đạt được mục tiêu đó thì chúng ta sẽ tiếp tục, có nhiều người, tức là có những người họ sẽ hoàn toàn thỏa mãn với những cái gì họ đạt được. Nhưng mà ngược lại có những người khác khi họ đã đạt được cái đó rồi đó thì họ sẽ đi cái bước kế tiếp là làm sao họ có thể đi thêm một bước nữa để đưa cho mình một cái mục tiêu mới. Và tiếp tục đặt câu hỏi là tại sao chúng ta, ví dụ một người mới bắt đầu họ làm việc vì một lý do nào đó và khi họ đã đạt được cái mục tiêu là 5.000 đồng một tháng chẳng hạn, thì bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là tại sao chúng ta cần phải tiếp tục, hoặc là tại sao chúng ta cần phải làm 10.000 đồng, 20.000 đồng, 30.000 vân vân một tháng. Đây là những câu hỏi đơn giản này có thể giúp chúng ta một cái cuộc hành trình dài các chị. Tức là khi mình làm với Nu Skin đó, anh nghĩ rằng là không có ai mà khi bắt đầu với Nu Skin hoặc là, và đặc biệt là khi bắt đầu làm kinh doanh này, chúng ta làm không có ai tính làm 6 tháng, 1 năm, 2 năm cả. Đối với bản thân anh, khi anh đã bắt đầu đó, thì anh đã tính làm cả đời. Tức là khi kinh doanh bình thường cũng vậy đó các anh chị ha. Khi mình kinh doanh bình thường thì cái mục tiêu của mình cũng là làm cả đời. Thì trong kinh doanh này cũng vậy đó các anh chị. Thì em nghĩ rằng là mỗi người chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu tham gia thì mỗi người chúng ta muốn làm cả đời. Vậy thì trong cái cuộc hành trình đó, mỗi giai đoạn chúng ta đi qua, chúng ta đặt câu hỏi tại sao chúng ta bắt đầu. Chuyện đó đã xong, các anh chị, đã xong.